Nước Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Dù được đánh giá là không gay cấn như cuộc bầu cử tổng thống cách đây 2 năm, song cuộc bỏ phiếu lần này lại có tính chất như cuộc trưng cầu ý dân đối với Tổng thống Donald Trump sau 2 năm cầm quyền. Kết quả bầu cử có thể sẽ đặt 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng trước hai ngã rẽ. Một là nhiều sóng gió và hai là nhận được nhiều động lực hơn. Trước ngày bỏ phiếu, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tiếp tục đi vận động cho các ứng viên Đảng Cộng hòa của mình. Tại các cuộc vận động ở bang Georgia và Tennessee, Tổng thống Trump tái khẳng định quyết tâm theo đuổi chính sách ngăn chặn người nhập cư, coi đây như mối đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ. Đảng Dân Chủ muốn một biên giới mở. Họ đang mời những người di cư vào đất nước của chúng ta. Đây không phải là một điều tốt đẹp gì. Họ sẽ tràn vào các trường học, bệnh viện, cộng đồng của các bạn. Nhưng đừng lo lắng vì những bức tường ngăn cản người di cư đang được xây dựng. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cuối tuần qua cũng đã tới bang Indiana hồi thúc cử tri bỏ phiếu cho Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ John Lee. Ông Obama nhấn mạnh đến các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân, đồng thời chỉ trích chính sách siết chặt nhập cư và cho rằng cần chấm dứt tình trạng chia rẽ trong chính quyền đương nhiệm. Điều mà mọi người lo sợ đó là nhóm người di cư nghèo đói còn cách đây hàng nghìn cây số. Sự kiểm soát lúc này đối với các hành vi của những người Cộng hòa phụ thuộc vào lá phiếu của các bạn. Trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 năm 2018, cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu, bầu ra toàn bộ 435 ghế trong Hạ viện, 35 trên 100 ghế trong Thượng viện, 36 thống đốc bang, cùng khoảng 6.000 ghế, tương đương gần 82% tổng số ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn nước Mỹ. Cả hai viện đều do phe Cộng hòa kiểm soát. Kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ này sẽ quyết định liệu Đảng Cộng hòa có thể duy trì kiểm soát cả hai viện quốc hội hay không. Trong khi đây cũng là cơ hội để Đảng Dân Chủ giành lại ưu thế của mình khi thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Và khi mà đánh giá về bối cảnh của cuộc bầu cử trong thời điểm hiện tại, thì Đảng Cộng Hòa hiện đang chiếm đa số trong cả hai viện, nhưng Quốc hội cũng đã trải qua nhiều kịch tính với các lần bỏ phiếu sát nút đầy bất ngờ. Dự đoán phổ biến nhất lúc này là Đảng Dân Chủ sẽ mất một số ghế tại Thượng viện và giành chiến thắng sít sao tại Hạ viện. Nhưng mọi kịch bản có thể xảy ra giống như những giờ phút kịch tính và bất ngờ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin xoay quanh cuộc bầu cử quan trọng này. Năm 2018, tại Thượng viện Mỹ, sẽ có 35 ghế trong tổng số 100 ghế sẽ được bầu lại. Cụ thể, Đảng Cộng Hòa hiện có 51 ghế tại Thượng viện, thì 9 ghế sẽ phải bầu lại. Đảng Dân Chủ có 47 ghế, thì có tới 26 ghế phải bầu lại. Hai ghế còn lại của Thượng viện thuộc về hai nghị sĩ không đảng phái. Tại Hạ viện, toàn bộ các nghị sĩ sẽ được bầu lại với con số lên tới 435 người. Sự khác biệt giữa số ghế bầu ở Thượng viện và Hạ viện xuất phát từ việc nhiệm kỳ của Hạ nghị sĩ chỉ là 2 năm, còn Thượng nghị sĩ là 6 năm. Mỗi đảng cần sở hữu ít nhất 51 ghế để kiểm soát Thượng viện và 218 ghế để kiểm soát Hạ viện. Ngoài bầu Thượng viện Quốc hội, trong kỳ bầu cử 2018, cử tri cũng sẽ bỏ phiếu bầu 39 thống đốc bang và thị trưởng của nhiều thành phố. Các sáng kiến lập pháp như dự luật cải cách y tế đã thất bại, thậm chí một biện pháp cắt giảm thuế cũng chỉ được thông qua bởi chênh lệch một vài phiếu bầu. Chính quyền và Quốc hội nhiều lần phải thỏa hiệp vào phút chót trong vấn đề ngân sách để tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ. Trong viễn cảnh này, những cuộc điều trần tại Thượng viện và Hạ viện nhằm vào thành viên nội các trong chính phủ Tổng thống Trump sẽ giảm đáng kể. Từ đây, Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa sẽ tập trung nỗ lực thúc đẩy các dự án như rót thêm kinh phí xây dựng bức tường dọc biên giới, loại bỏ chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare và giảm thuế lần thứ hai. Nhìn chung, các chương trình nghị sự của Nhà Trắng sẽ không gặp nhiều trở ngại, dù không thể loại bỏ hoàn toàn lực cản là các tiếng nói phản đối trong chính nội bộ Đảng Cộng Hòa. Đây là viễn cảnh không mong muốn đối với Tổng thống Trump. Với việc kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, Đảng Dân Chủ sẽ kiểm soát và cân bằng hiến pháp Mỹ.
Thượng viện của phe Dân Chủ sẽ buộc Tổng thống Trump phải đề cử thêm nhiều thẩm phán ôn hòa. Ngoài ra, hai năm cuối trên cương vị Tổng thống của mình, ông Trump phải đối mặt với vô vàn khó khăn và khả năng ông thúc đẩy các chương trình nghị sự là rất thấp. Đây là kết quả được dự đoán sẽ xảy ra nhất sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018. Nhiều đại diện khu vực của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện lại thuận theo quan điểm của Tổng thống Trump về thương mại. Do vậy, một số thỏa thuận chính trị có thể được giải quyết. Giới phân tích cũng cho rằng kịch bản này sẽ xảy ra để chính trường Mỹ cân bằng trở lại hơn. Dù kịch bản nào xảy ra, thì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 6 tháng 11 cũng sẽ là cuộc chạy đua vào 36 trong tổng số 50 vị trí thống đốc bang. Trong số 36 vị trí thống đốc này, hiện 26 người là của Đảng Cộng Hòa. Khi chiến dịch tranh cử Tổng thống bắt đầu, các thống đốc thường đóng vai trò hỗ trợ rất lớn đối với ứng viên của Đảng mình bằng cách tìm kiếm các nhà tài trợ hoặc huy động các tình nguyện viên. Vì thế, các thống đốc mới được bầu lại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể sẽ có tác động lớn tới chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống vào năm 2019 và 2020.